Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh đồ gỗ trường lụ của Trang Trang hôm nay ạ. Hôm nay cơ sở của uh, Trang sẽ giới thiệu nên cho tất cả các bác cùng được uh, truyền ngắm trường ngưỡng Về những sản phẩm đồ gỗ khả mốc của bên cơ sở trường lụ của uh, chúng em ạ Đây là một chiếc kho chứa hàng của cơ sở trường lụ của chúng em ạ Đây là kho thứ hai Đó, Chứa tất cả những cái đồ uh, trường kỳ cũng như là tủ thờ, giường ba thành và tủ bày đồ Những cái bộ ghế to thì cơ sở em đã chứa tại cơ sở số 2 này và hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người à, sơ qua một lượt. À, các bác nào muốn quan tâm đến sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại Zalo à, là 0912 862 834 đó, em đã ghi trên màn hình. Và cơ sở của uh, cho em là có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Lâm định ạ. Đó, và sản phẩm đầu tiên này, em muốn giới thiệu đây cho tất cả các bác đây là một bộ trường kỷ Tam Sơn ạ. Đó, một bộ trường kỷ Tam Sơn bộ gồm có 5 món, hai bàn, dài, một bàn và hai đôi được làm trên chất liệu là cây gỗ gụ hay gọi là gỗ mặt của mặt này. Nó được cẩn tứ diện luôn, mặt trước cũng như mặt sau. Nó hàng rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Đó bộ trường kỳ này thì cơ sở em đang giao đi với mọi người giá là 45 triệu ạ. mươi 45 triệu trên một bộ trường kỳ tam sơn ạ. và bên trong đây em có đây một bộ trường kỳ đại này. Bộ gồm có là 12 món. Cũng làm trên nền là cây gỗ gụ luôn, hay gọi là gỗ mặt thùng mặt này. Bộ gồm có là 4 cái đơn, một băng dài một bàn bốn đôn kẹp và hai đôn ngồi à, bộ này phải nói là rất là lớn luôn à, tất cả những cái phần khung này đều bằng 5 x 5 cm rất là to và dày đô 4 cm nó à, bằng tay là 5 x 12 à, chân là 12 cm vuông à, nó rất là chắc chắn luôn mặt là 2 cm à, rất là dày nó à, chân bàn cũng 12 cm vuông rất là to luôn có à, chiếc ghế đơn này ốc sạc cửa cẩn rất là dày à, bộ trường kỳ này với không gian của bộ trường kỳ này thì phải tầm 12 đến 15 mét vuông thì chúng ta mới có thể kê được cái bộ trường kỳ này. nó em sẽ quay qua một lượt như thế này các bác nào mà muốn xem kỹ hơn, chi tiết hơn thì em liên hệ trực tiếp với em ạ à, qua số điện thoại em đã ghi trên màn hình đó là 0912 862 834 ạ. Đó, chiếc băng ghế dài này dài là 118 xe, đó, rất là lớn luôn. Đó, chiếc mặt bàn này đó, với thông số kích cỡ là 1m6 nhân một mét ba rất là lớn luôn Ná hai tấm dày hai xe đó cần ốc xà cừ rất là đỏ luôn có nhé đỏ được vàng tranh luôn đó, bộ trường kỳ này cơ sở em đang giao đi với mọi người giá là 250 triệu ạ đó. đó 250 triệu bộ trường kỳ 12 món này đó, cần tứ diện luôn các bác nhé đây là phần mặt trước phần mặt sau này đó phần mặt sau cũng cần như mặt trước luôn rất là dày dặn luôn đó với giá là 250 triệu các bác nhé à, các bác nào quan tâm đến sản phẩm này thì nhìn để trực tiếp với em qua số em đã ghim trên màn hình đó rồi sản phẩm tiếp theo đây thì có đây là một cây tủ thờ này đó một cây tủ thờ nó cũng nằm trên rất nhiều là cây gỗ gụ này nó được cẩn theo cảnh là nhị thập tư yếu ạ đó, và được được chạm là 13 chám tủ thờ 13 chám được chạm cẩn ốc cảnh là nhị thập tư yếu nó đến là 24 người con hiếu thảo đối với cha mẹ ạ đó cây tủ thờ này cơ sở là giao đi với người giá là 55 triệu ạ đó 55 triệu cật ba mặt luôn đó, đây là phần hông ngang. Nó cần ba mặt trên chiếc cây thủ thờ này. Đó, phía bên trên này em có đây là hai chiếc khám ảnh thờ. Đó, một chiếc là à, khám ảnh thờ lòng kính là 20 x 30. Đó, giá là 4 triệu. Đó, và một chiếc cái này lớn hơn, kích thước là 25 x 35. Giá là 5 triệu. Đó, cơ sẽ sẽ bao phí ship vận chuyển cho tất cả các bác. Đó, chất liệu là trên cây là gỗ cẩm lai các bác nhé. Gỗ cẩm lai. Một chiếc 4 triệu, một chiếc là 5 triệu. Đó. Sản phẩm tiếp theo đây là một chiếc giường ba thành, hay gọi là giường ngũ sơn. Đó, với thông số kích cỡ là mét 8 x 2 mét 2. Đó, rất là to và đẹp, dày dặn cẩn rất là kỹ luôn. Đó, chiếc giường ba thành. Đó, tựa là được chia làm 5 nô hay gọi là ngũ sơn. cẩn rất là đẹp luôn. Kết hợp vào đó là những cái ô đá cẩm thạch tự nhiên, đá vân mây. Nó ở phần giữa này, kết hợp 9 nô đá vân mây. Rất là đẹp. Ó. Và được cẩn là ba mặt Trần rất là lớn luôn Nó sở này là hoàn thiện vét ni của bộ của giường ba thành này Rất là đẹp Đó. Chiếc giường ba thành này cơ sở này là giao với người giá là 45 triệu ạ Đó, 45 triệu trên một chiếc giường ba thành này đó, Cơ sở có sẽ bao vận chuyển cho tất cả các bác Đó, 45 triệu Đó, Bên cạnh đây là một bộ trường kỷ ngũ sơn đại này đó, Bộ trường kỷ ngũ sơn đại này đó, với kích cỡ là dài của 2m2 rất là to Đó, bộ gồm có 3 món hai măng dài và một bàn làm trên nền là cây gỗ gụ gọi là gõ mặt thủ mặt này Đó, cũng được cẩn tứ diện luôn em sẽ quay qua một lượt các sản phẩm của kho thứ hai em đang chứa hàng đây các bác nào muốn xem sản phẩm gì thì cứ đi được trực tiếp với em và số điện thoại em đã ghim trong hình hình đây là tựa chính này rất là đẹp luôn họ cũng chia thành 5 nô và phần bên trên đều có những cái mạng những cái hoa văn rất là đẹp Ờ, phần chóp tựa này đó những ô đá cẩm thạch đá vân mây ở trên chiếc mặt bàn này rất là đẹp luôn đó, bộ trường kỷ gồm có 3 món như thế này cơ sở của trẻ sẽ giao lưu với mọi người giá là 75 triệu ạ mươi 75 triệu trên một bộ trường kỷ ngũ sơn này giá bao phí ship vận chuyển tận nhà cho các bác đó vào đây có đây là một chiếc uh, chắp tròn này một chiếc chắp tròn này chất liệu là cây gỗ gõ giá 2,7 triệu bao ship cho tất cả các bác luôn đó. Bên cạnh đây nó là một bộ trường kỷ nữa này. Một bộ trường kỷ song tiện bộ gồm có 3 món. Được làm trên nền là cây gỗ gụ gọi là gỗ mật của mật này. Nó được khảm bao cũng rất là đẹp luôn theo nối phong cách Huế, Huế xưa. Đó, những bộ trường song tiện này. Đó, được cả rất là đẹp luôn, rất là dày dặn luôn. Đó, bộ trường này cơ sở này là giao lý mọi người giá là 30 triệu ạ. Đó, 30 triệu trên một chiếc một bộ trường kỷ Huế này ở à, bên trong đây em có đây là một chiếc kệ tivi Đó, một chiếc kệ tivi này. À, với kích cỡ là dài là 2m4. Đó, dài tới 2m4. Đó, cơ sở là giao đi mỗi người giá là 25 triệu trên một chiếc kệ tivi này. Đó, 25 triệu. Bao phí ship vận chuyển cho tất cả các bác. Nằm trên nền là cây của cụ ạ. Dài 2m4. À, cao khoảng 90cm. Cao 90 và sâu là 5 bảy xe, 4 xe có giá 25 triệu ạ. Đó là sản phẩm tiếp theo. Mình có đây là một bộ trường kỳ vai cuốn này. có bộ trường kỳ vai cuốn. Bộ trường kỳ vai cuốn này cũng 12 món luôn. 4 ghế đơn, một băng giả. 4 kẹp và hai đôi ngồi. một bàn, một băng dài này. Tổng 12 món. Bộ trường kỳ vai cuốn cả tứ diện. Đó, chân là chân được chạm chuyện cũng như là xoắn ốc ở phần phía bên dưới. Phần vai trên là vai cuốn hết rất là đẹp luôn được làm trên nền là cây gỗ cụ này hay gọi là gỗ mật của mật này nó được cả tứ diện rất là dày mặt trước cũng như mặt sau luôn nó phần mặt thông ngang của những chiếc ghế này đây ốc thì rất là đẹp luôn ốc sạc cừ bảy màu rất là đẹp bộ trường kỷ vai cuốn 12 món này cơ sở em đang giao đi mọi người giá là 150 triệu ạ có 150 triệu bao ship vận chuyển tận nhà cho tất cả các bác luôn đó, đây là một tiếp theo là một bộ trường kỷ vách tàu bộ gồm có là bảy món này bốn ghế đơn một băng dài và hai đôi Đó, cũng được cẩn tứ diện luôn nằm trên nền cầy gỗ cụ này gọi là gõ mật cùng mật này nó được khảm rất là đẹp luôn Đó, những cảnh chim hoa này Đó, những cảnh dây leo Đó, bộ gồm có bảy món là bốn chiếc ghế đơn theo phong cách tàu Đó. tất cả những cái phần ghế phần mặt này đều được làm bằng đá cẩm thạch đá phân mây Đó, rất là đẹp và cũng được cẩn tứ diện luôn tất cả những mặt hàng bên cơ sở em làm gần như là cẩn tứ diện hết đó, rất là dày dặn chân là đầu lân chân móng ạ bộ ghế vách cầu này bộ gồm có bảy món này cơ sở em làm giao lưu với tất cả các bác ạ và với giá là chỉ có 35 triệu thôi có 35 triệu cơ sở em cũng sẽ bao vận chuyển cho tất cả các bác giá 35 triệu đó bên cạnh đây có đây là một cặp tủ này đó, một cặp tủ bảy đồ nhìn rất là đẹp luôn rất sang trọng đó, chúng ta có thể bày đồ sứ này bởi những chai rượu này, bởi những đồ lưu niệm trên những cái tủ bầy đồ như thế này thì rất là đẹp luôn. Đó. Với kích cỡ là dài là 130 cm rất là to, cao 2, Đó. khoảng 2,3 ba và sâu khoảng 43 cm. rất là to và đẹp luôn. Rất là dày, hàng bao đẹp cho các bác luôn. Đó. gỗ nành nặn liền nha. và được ốc rất là đẹp. Đó. cảnh xe Việt cơ xe đang có sẵn đây là một cặp luôn. Đó, giá cơ sở em là rau đi mọi người giá là 22 triệu trên một chiếc ạ. 22 triệu và 44 triệu trên một cặp này. Đó là quan tâm đến những cái tủ này thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em đã ghi trên màn hình. Đó. Nếu các bác nào muốn tham khảo hay muốn xem thêm những sản phẩm gì nữa thì có thể liên hệ trực tiếp với em ạ. Cơ sở em có rất là nhiều. Đây chỉ là cơ sở số 2 thôi, còn cơ sở số 3 em cũng còn chứa rất là nhiều đồ. Cho nên là các bác nào muốn quan tâm hay muốn tham khảo thêm sản phẩm gì thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số em đã ghi trên màn hình. Đó, bên cạnh đây có một bộ ba bàn trà này, gồm hai ghế lui và một chiếc bàn bán nguyệt. Đó, rất là to và đẹp luôn. Bàn bán nguyệt này là 45 x 90. Cao khoảng 85 cm, 80 85 cm. À, ghế là ngang 50 x 42. À, cao khoảng 1,2 m. Đó, bộ ba bàn trà này cơ sẽ là giao lưu với mọi người giá là 13 triệu ạ. Đó, 13 triệu, giá thanh lý cho mọi người luôn, 13 triệu bộ bàn trà ba món này. Đó trong clip ngày hôm nay thôi các bác nhé à, trong khoảng uh, một tuần xem trong vòng một tuần thôi giá 12 triệu Đó. tất cả các sản phẩm của ngày hôm nay em sẽ quay qua một lượt như thế còn các bác nào mà uh, muốn xem chi tiết về những sản phẩm nào thì cứ liên trực tiếp với em ạ à. em sẽ để, chụp hình ảnh chi tiết cũng như là quay video ngắn lại để giới thiệu lại cho các bác cùng được trường âm trường ngưng về những cái sản phẩm của kho thứ hai này của em Đó và cơ sở của cho là có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Lâm Định ạ. Đó. Và các bạn nào xem video thì hãy thứ đẹp để cho cơ sở chúng em là một nút like, một nút chia sẻ kênh, một đăng ký kênh để cơ sở nhiều phát triển hơn cũng như là ra những video mới, những sản phẩm mới để đưa đến cho các bạn cũng được tham khảo cũng người chiêu ngưỡng về những sản phẩm của bên cơ sở của cho các bạn. Cơ sở của trên cũng xin dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.